Các bạn ơi, bữa nay Kim đi ăn sáng ở một nhà hàng này gọi là nhà hàng Woody. Thì ở đây đó, bữa nay mở cửa đó các bạn. Nên là mọi người đã vào trong ăn. Thì các bạn hãy theo chân Kim đi vào trong xem là bữa nay họ phục vụ có giống như ngày xưa hay không, hay là họ cho khách ngồi như thế nào nhé các bạn. Nhưng mà Kim thấy là ngồi từ ở ngoài nè, các bạn thấy không? Từ ở ngoài nè. Đó, từ ở bên ngoài ha, rồi vào tới bên trong thì các bạn theo Kim vào đây nha. Còn đây là đi vào bên trong nha các bạn. Các bạn thấy một cái nhà hàng này rất là rộng rãi. Gia đình Kim thường thường vào ngày cuối tuần hay đi vào đây ăn sáng lắm. Thì đây là xung quanh cái tiệm. Ở trong tiệm Mỹ thì các bạn thấy không? Ánh sáng không có sáng lắm. Họ mở đèn rất là mờ mờ ảo ảo. Khi mà mình đến đây đó, mình sẽ ghi tên. Và sau đó người ta sẽ gọi mình vào bàn ngồi. Nhưng mà bữa nay gia đình Kim ngồi ở bên ngoài cho nó thoáng. Dù gì ở trong mùa dịch á, thì nói chung là ngồi bên ngoài cho nó an toàn, nó đúng là như vậy. Thế thường thường là gia đình Kim hay vào bên trong này lắm. Đây là bên. Đây là quang cảnh bên trong này các bạn. Rồi bây giờ Kim sẽ đi ra ngoài nha. Lát hồi ăn những cái gì vào buổi sáng của Mỹ thì các bạn sẽ thấy rằng gia đình Kim ăn những món gì nha. Và các bạn thấy không, khi mà đi nhà hàng này á, rất là rộng rãi các bạn. Đây là những người mà họ ngồi bên ngoài này, họ rất là thích ngồi bên ngoài. Họ đi ăn sáng rồi họ gặp bạn bè, nhất là sau khi mà họ đi từ nhà thờ ra đó các bạn, là họ tập trung đi ăn đó. Đây là những người họ đang đứng để chờ kêu vào đó các bạn. Còn những người này đã được gọi vào rồi, đang chờ để order đồ ăn nè. Đây thì bây giờ mình đi vào tới trong này nha. Đồ ăn của Mỹ đó các bạn, nếu mà mình biết ăn đó thì nói chung là rất là ngon. Còn mình không biết ăn đó thì nó rất là béo các bạn. Nên là rất nhiều người, nhất là người Việt Nam á, mà cha mẹ của mình á, qua đây là họ không có thích ăn đồ Mỹ nhiều đâu. Sao mà Kim hay xuống khu Việt Nam để ăn đồ Việt Nam là vậy đó. Khi xuống khu Việt Nam á, thì mình nghe tiếng Việt nè, rồi mình ăn bao nhiêu là những món đồ Việt Nam thật là ngon. Chẳng hạn như là bún bò, bún riêu, bánh canh, rồi canh bún, bún đậu mắm tôm. Ôi trời ơi, phải nói là rất là nhiều món ngon. You want a coffee, honey? I don't think so. Bây giờ Kim đã ngồi vào trong bàn rồi và đang chuẩn bị chờ đồ ăn ra. Mình order đồ ăn á, mình chờ hơi bị lâu chút xíu. Vì nó đem ra cho mình từng ly, từng tí một. Từng chút một rồi đó. Thành thử ra là ngồi chờ hơi bị lâu một tí. Còn bình thường mình ăn đồ ăn Việt Nam và ở trên bàn là họ có sẵn nè, muỗng, nĩa, rồi đũa ha. Rồi có nước mắm, có tiêu, có muối. Honey please. Thank you. Đó. Rồi cái lâu lâu cái họ đem cà phê tới họ châm thêm vào cho mình cái này các bạn. Nên là mình đi vào quán ăn Việt Nam ấy, kêu rất là nhanh. Kêu là chút xíu là mình có đồ ăn rồi. Còn đi vào cái tiệm Mỹ thì trời ơi, kêu là đem ra muỗng nghĩa là riêng ha. Rồi xong bắt đầu mình mới kêu nước trước. Nếu mà uống cà phê thì họ sẽ cà phê tới cho mình. Rồi xong bắt đầu từ từ, bắt đầu mình phải có người khác ra để mình order đồ ăn. Order đồ ăn xong á, mình phải chờ nhà bếp nó nấu nữa. Và các bạn biết nấu thì rất là lâu. Nhưng mà ở Mỹ đó, người ta chỉ ăn vào ngày cuối tuần là bữa ăn sáng lớn thôi nha các bạn. Còn cái bữa ăn sáng bình thường á, thì họ ăn rất là đơn giản. Ở nhà có thể là buổi sáng họ chỉ uống một ly cà phê, một ly nước cam. Rồi họ ăn cereal, hoặc là họ ăn bánh mì trứng, hay là bánh mì họ có thể làm ở nhà với bacon, sausage là họ ăn ở nhà thôi. Rất là đơn giản. Và có nhiều khi họ ăn kịp đó là họ gói, họ đem lên trên xe họ ăn, giống như mọi lần Kim hay kể chuyện đó. Còn ngày thứ bảy chủ nhật đó, người nào mà không làm ngày thứ bảy đó, họ không đi ăn sáng. Bữa sáng của họ rất là hoành tráng. Còn nếu mà người nào mà có đi làm mà được nghỉ ngày chủ nhật đó, thì ngày chủ nhật họ sẽ dành một buổi sáng, họ đi ra ngoài họ ăn sáng. Nhưng mà đa số là họ ra ngoài ăn sáng vào ngày cuối tuần. Còn cũng có một số người họ ăn ở nhà nếu như họ thích đi ra ngoài.
Đây là quý tự của Kim. Rồi các bạn nhìn thấy cái bữa ăn của họ nè. Mình chỉ đi ngang mình quay thôi nha. Đi ngang thôi xíu thôi các bạn thấy rồi đó. Đó. Rồi bên này nè các bạn. Maybe I can have a hot tea. Hot tea? Yes. Oh, okay. Clayton, you drink coffee too? Yeah. A little bit. No. Not good for him. Clayton, please. Đây là đồ ăn ra rồi nè các bạn. Đây là một dĩa nè, gồm có trứng, bacon, rồi bên đây là bánh mì nè, giờ đây Kim nói đó, còn đây là waffle nè các bạn. Oh ma'am, she wants a hot tea. Okay, what kind? What flavor you have? Black, Earl Grey, chamomile or green? Do you have a green tea? Yep, hot green tea. Thank you, yes. Còn đây là một dĩa nè, what is it? Denver omelet. Cái này là omelette nè các bạn. Rồi cái này là khoai tây nè các bạn. Ở trong cái omelette này nó có bacon, nó có sausage, nó có giống như là cà chua, rồi nó có ớt xanh, có đủ thứ hết á. Là các bạn thấy một bữa ăn sáng hoành tráng không? Còn đây là bánh mì nè các bạn, có thể ăn với mứt trâu nè. Rồi cái này là mứt blackberry jam. Đây nè, đó là các loại mứt nè các bạn. Đấy là bơ. Các bạn có ăn bơ thì mình có thể ăn bơ. Và đây là dĩa trứng bacon. Còn đây nè các bạn thấy không, waffle. Waffle này họ ăn cái lại cái không phải là nước đường mà nó kêu là syrup á. Nó cũng giống như là nước đường họ thắng ra rồi các bạn. Đấy, đó là một phần ăn là như vậy các bạn, đó một phần ăn là như vậy nè, đấy một phần ăn. Rồi bên này là một phần ăn nè các bạn, một dĩa này nè ha, rồi bánh mì nè ha, rồi waffle, một phần ăn dễ sợ ha các bạn ha, lớn ghê không. Trời ơi nước nóng rồi các bạn, ấm ghê vậy đó. Kim rất là thích ăn cái bánh này các bạn. Nó gọi là English muffin. Bánh này ngon lắm, giòn mà ngon, cái bột của nó rất là ngon các bạn. Thì Kim sẽ ăn với mứt dâu. Mứt dâu là loại này nè các bạn. Rất là ngon các bạn ơi. Người Việt Nam của mình nha các bạn, nếu mà mình ăn uống đồ Mỹ không có cẩn thận á, là mình rất chỉ là dễ bị béo phì. Bởi vì sao? Bởi vì từ hồi bé tới lớn á, mình không có ăn nhiều những cái chất béo như vậy. Trong khi người Mỹ á, là họ nó từ bé họ sinh ra là họ đã ăn những cái chất béo như nên là họ ăn vào đó là cái cơ thể của họ là nó cao và nó có phân phối đủ. Còn như người Việt Nam mình á, nhất là những người nhỏ con như Kim á, thì nói chung là khi mình ăn chất béo nhiều quá đó, thì nó chỉ phì ra như vậy thôi chứ nó không có cao được. Tại vì ngay từ lúc bé mình đâu có uống sữa hay là mình đâu có những cái chất bổ ở trong người của mình đâu. Các bạn biết hồi xưa đó, là nhất là hồi xưa đó là mình rất là khổ các bạn, đâu có phải là được sung sướng đâu. Như các cháu bé bây giờ ở Việt Nam á, các cháu được sống trong cái hoàn cảnh rất là đầy đủ nên là thử các bạn thấy là bây giờ các cháu ở Việt Nam á, rất là cao. Còn cái tầng lớp như Kim á, thì có người cao nhưng mà rất là không có phải là nhiều lắm. Những người lùn như Kim á, rất là nhiều. Bây giờ Kim mời các bạn ăn nha. Ngon quá. Thank you.
Cái bánh này rất là ngon các bạn. Nếu mà người nào mà bạn với bánh mì đó thì cái bánh này rất là tuyệt vời, rất là ngon. Khi mà họ nướng cái bánh này các bạn, và họ đã chất bơ vào đây nè, và họ nướng giòn lên, các bạn thấy bơ không, nó vàng vàng này đó. Mà ăn sáng là người ta phải ngồi tại chỗ ăn, chứ nếu mà tao mua về nhà thì tự nhà tao làm rồi, tao đâu cần ở đây nữa. Bởi vậy nên là suốt một thời gian dài vừa qua, cái tiệm này cũng rất bất sang bang. Bữa nay họ được mở cửa lại là họ phải nói là khách họ đến đây nè, họ ủng hộ rất là đông. Đó thì các bạn thấy là có rất là nhiều nhà hàng cũng như là cái cơ sở làm ăn bị đóng cửa trong cái mùa dịch vừa qua. Thường á các bạn biết không, gia đình Kim á ngồi ở bên trong, nhưng mà trong mùa dịch á ngồi bên ngoài này cho nó thoáng. Tại vì á đối với người Việt Nam á họ rất là cẩn thận, nhưng mà đối với người Mỹ các bạn biết không, họ không có cẩn thận đâu. Nên là tốt nhất là mình ngồi bên ngoài cho gió thoảng mây bay cho nó đỡ một tí. Các bạn ơi, đây là miếng thịt ba chỉ này các bạn, nhưng mà người ta đã hun khói mà người ta cắt rất là mỏng, và người ta bỏ vào trong cái lò nướng các bạn. Khi mà mỡ ra hết như vậy này, nó giòn như vậy này, bắt đầu người ta mới ăn. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà mình nấu thịt ba chỉ đó, mình về nhà mình mua một số thịt ba chỉ mà nó chưa có nướng như vậy nè, mình đem về nhà mình tự nướng đó các bạn, thấy dầu mỡ ra rất là nhiều. Khi mà được miếng ba chỉ như vậy nè là mỡ nó ra rất là nhiều. Nên là các bạn ăn thịt ba chỉ các bạn nên cẩn thận nha, nhất là mình ăn thịt kho trứng đó. Họ xông khói và họ ướp muối rất là mặn. Could you bring a to-go cup for her for coffee? Yes, of course. Các bạn ơi, sau khi Kim ăn sáng xong rồi, các bạn thấy không? Cái omelette nè, rồi một ít bánh tây nè, rồi một cái bacon nè, rồi cái bánh mì của Vicky. No, you take that. Okay, I'll be back. Thank you. You're welcome. Bây giờ Kim uống cà phê các bạn. Mà đi cà phê này bây giờ no quá rồi, Kim sẽ bỏ vào đây, Kim mang theo Kim đều uống. Nói chung nha, nói là uống cà phê cho mình chán thôi, chứ thật ra đó là uống sữa nhiều hơn là uống cà phê các bạn. Này á, là cà phê á, các bạn biết không, mình uống với cái loại này sữa này rất là ngon nha, bởi vì đây là cái loại sữa mà nó đã có đường sẵn rồi các bạn, mà mùi này là mùi vanilla nè, mùi này rất là thơm. Yeah,
drink milk more than the coffee. Thì cái nhà hàng này mới có mở cửa thôi, bởi vì người ta cũng chỉ cho được 25% đây vào bên trong, và bên ngoài này ngồi rất là thưa thớt các bạn, nên là khách hàng họ đứng dài ở ngoài, họ ngồi trong xe đó, họ đợi rất là đông. Nên là bây giờ Kim chỉ quay sơ lược cho các bạn coi về bữa ăn sáng của người Mỹ họ ăn như thế nào. Rất là đơn giản đúng không các bạn, nhưng mà đối với mình rất là hoành tráng các bạn. Thì để vài bữa nữa đây á, xem là tình hình dịch bệnh như thế nào, nếu mà nó có khuyên giảm bớt á, nếu mà Kim có đi ăn ở chỗ nào nữa đó, nhất là những người Mỹ họ ăn những cái gì và bữa ăn của họ ra sao, thì Kim sẽ tiếp tục quay cho các bạn coi nha. Rồi hôm nay á, mến chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới nha. Bye bye.